Kính thưa quý thính giả, và hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý vị cùng trở lại câu chuyện hàng tuần với chủ đề Người Công Giáo và dí âm của những lời thánh ca đối với người nghe như thế nào. Và câu chuyện của chúng tôi được sự cộng tác đặc biệt của nhạc sĩ Viễn Phương, một vị ca trưởng cũng như là trưởng ban thánh nhạc của giáo xứ La Vang Houston. Xin mời quý vị cùng nghe sau đây. Trước hết em xin được chào anh Viễn Phương. Xin chào Phạm Phú Nam, xin kính chào quý khán thính giả của Đài Dân Sinh. Hôm nay thì hai anh em mình đã bắt đầu bước vào cái chương trình thứ ba. Hai chương trình trước đây mình nói về thánh ca, và đặc biệt là chương trình vừa qua nói về những lời trong bài hát Đền Tạ Trái Tim Mẹ, cũng rất là nhiều người xúc động. Thì hôm nay đó, có lẽ mình cũng nên chia sẻ cho mọi người biết đó, mỗi một khi mà anh đảm nhận một cái buổi lễ với ca đoàn đó, thì thường thường anh chọn những bài hát dựa trên những cái điều nào? Bây giờ mình phải nói phân biệt ra những cái buổi mà sinh hoạt đối với ca đoàn. Trước hết, cái chính của các ca đoàn đầu tiên là để phục vụ trong thánh lễ. Đó là cái mà quan trọng nhất và cần thiết nhất. Ngoài thánh lễ ra thì những nghi thức về phụng tử nó có nhiều lắm, chẳng hạn những giờ cầu nguyện, những giờ chầu, những giờ tĩnh tâm, nó có nhiều lắm. Thầy chỉ dạy mỗi một buổi cầu nguyện hay là một nghi thức và phụng tử nào đó thì sẽ có những cái tiêu chuẩn để mà các ca đoàn phục vụ cho những cái nghi thức đó. Bây giờ đầu tiên có lẽ anh đề nghị chúng ta sẽ nói tới vấn đề mà thánh nhạc trong phục vụ, nghĩa là phục vụ các thánh lễ đi. Nhưng mà trước khi mà vào đài thì cũng như cái thói quen, Nam thấy rằng chắc anh em mình cầu nguyện một chút ha. Dạ vâng. Dân cha và con và thánh thần, amen. Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp đỡ cho mỗi kinh, mỗi việc chúng con từ khởi sự cho đến hoàn thành đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen. Amen. Rồi, anh em chúng ta bắt đầu ha. Dạ vâng, thôi bây giờ mình nói về trở lại về vấn đề mà phụng vụ đó anh, thì em nghĩ rằng là các thánh đường ngoài cái chuyện thánh lễ gọi là chủ nhật ra, còn có nhiều những cái phục vụ khác, chẳng hạn như đám cưới nè, đám tang nè, rồi những cái buổi lễ đặc biệt nè, phải không anh? Nhiều lắm, nhiều. Nói chung về vấn đề mà phục vụ thánh lễ đi. Thánh lễ thì có nhiều thánh lễ khác nhau, giống như Nam vừa nói, những thánh lễ, những lễ thường, có những ngày thường, rồi những thánh lễ trọng, rồi những có những thánh lễ buộc, nhưng tất cả đều như thế. Còn thánh lễ ngày xưa, thói quen của người Công Giáo Việt Nam chúng ta, các ông các bà nhà chúng ta thường thường dùng là lễ Misa. Cái chữ Misa này đó là nổi tiếng Latin mà ra, thì nhưng mà thành thói quen rồi, có nghĩa là thánh lễ Misa, tức là nghi thức cử hành thánh lễ. Bây giờ trong những lễ hàng ngày cũng như những ngày Chủ nhật và các thánh lễ trọng thì đều cái mà cái nghi thức, nghĩa là có thể khác một chút nhưng mà ý nghĩa chung thì đều là như vậy. Thì bây giờ trở về nói về thánh nhạc trong phụng vụ đi. Bây giờ mình nói hồi ngày xưa đó, cái thời anh em của mình mấy chục năm về trước ở Việt Nam đó, thời đó đó thì thường thường đó, các ca đoàn đó, tương đối là, ý anh nói rằng là các ca đoàn được tự do hay là có bị giới hạn? Không tự do, nhưng mà đây này, anh đưa một cái rất là dễ hiểu. Cái thập niên 70 đi, tức là cái lúc đó anh em chúng mình cộng tác với nhau trong ca đoàn Sao Mai ở giáo xứ Thị Nghè đi, thì cũng có nghĩa là những cái bài ca nhập lễ trong 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 một thánh lễ này thì nó có ca nhập lễ này, rồi phần đáp ca, phần tung hô tin mừng ngày xưa gọi là Alleluia đó, rồi ca dâng lễ này, rồi ca hiệp lễ tức là lúc rước lễ, và ca tạ lễ tức là kết lễ.
thì đó nó đã có mỗi một cái phần như vậy đó có những bài ca khác nhau. Tuy nhiên cái thời của chúng ta thì ca nhập lễ có nhiều lắm. Đáp ca hồi đó thì rất giới hạn lắm, chẳng hạn như có ca đoàn thì hát nhưng mà không phải hát vào ngay ngay những cái bài thánh vịnh đúng với lại cái lễ hôm đó, mà kiếm một bài nào đó nó gần gần. Hoặc nhiều khi có những người mà không hiểu biết, có những ca trường không hiểu rõ đó, nhiều khi hát bất cứ một cái bài hát gì rồi sang tới phần dâng lễ thì tương đối các bài cũng đầy đủ thì người ta các ca đoàn vẫn hát, nhưng mà rước lễ thì mỗi một thánh lễ một bài phúc âm nó mang một ý nghĩa khác nhau của cái chủ nhật đó. Trong một năm chúng ta có 52 tuần lễ và có mỗi một năm khác nhau, có ba nghĩa là năm A, năm B và năm C, tức là nếu các cái bài phúc âm thay đổi đó thì có khoảng trên 100, từ 120 cho tới 150 bài khác nhau. Nhưng thời nghệ luôn thời đó, các nhạc sĩ viết thánh nhạc không có viết cho từng tuần lễ một, mà đa số chỉ viết chung chung. Mà khi phần gọi là chung chung cầu nguyện đó thì có một cái từ mà diễn tả cho những cái bài hát được gọi là ca nguyện. Nó thành ra trong các cái cuốn sách lễ ngày xưa nó các phần khác nhau như thế này: nhập lễ, dâng lễ, kết lễ, ca nguyện. Ca nguyện là nó chung chung những bài cầu nguyện thôi, về 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 Chúa. Rồi ngoài giờ ngoài những có những thánh lễ đặc biệt, ví dụ như đám cưới thì có những cũng cũng nội dung cũng có phần như vậy nhưng mà hướng về đám cưới khác nhau. Rồi những bài thuộc về lễ an táng, lễ mồ thì cái nội dung nó khác nhau nhưng mà cũng từng phần như vậy, mà đa số là cái phần rước lễ là dùng những bài ca nguyện, bởi vì không không đủ bài hát. Nhưng ngày nay thì phải nói rằng tất cả mọi thể loại, nghĩa là phần nhập lễ, phần dâng lễ, phần hiệp lễ, phần kết lễ, bài vở tràn ngập ở trên internet, và chủ nhật nào bài phúc âm nào ý nghĩa gì đều có hết. Cho nên ngày nay đó thì các ca đoàn nhờ cái hệ thống internet mà đáp ứng được đúng những cái điều đòi hỏi một thánh lễ cần có, cũng như các bài đáp ca thì bây giờ đó người ta hát ngay vào cái bài thánh định của cái thánh lễ hôm đó. Ý nghĩa ra làm sao, bài thánh định số mấy thì bây giờ có đủ các bài hát để mà đáp ứng các nhu cầu cho các đo ca đoàn. Nó là như vậy. Nhưng mà thường anh, những cái bài thánh ca mà mình chọn để hát trong một thánh lễ để đúng cái tinh thần phục vụ đó là quyết định của giáo xứ hay là quyết định của giáo phận anh? Cái đó là của Hội đồng Giám mục, Hội đồng Giám mục ở Việt Nam, Hội đồng Giám mục Việt Nam ở bên này thì cũng có những cái giáo xứ đi theo những cái tiêu chuẩn của Hội đồng Giám mục Việt Nam, và cũng như giáo xứ đi theo những tiêu chuẩn của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, Ủy ban Thánh nhạc của Hội đồng Giám mục Việt, thì sẽ căn cứ ở trên đó. Và thường thường có những cái văn thư được phổ biến ra cho các giáo xứ, thì các ca đoàn dựa theo cái tùy theo các chánh xứ của các sứ đạo đó yêu cầu phục vụ theo cái giáo phận nào, cũng giống như là ở Việt Nam nó không khác biệt lắm, nhưng mà đôi khi nó có một chút thay đổi một chút, giáo phận khác, giáo phận Sài Gòn khác, giáo phận Hà Nội, giáo phận Hà Nội khác với những giáo phận khác của các giáo phận khác, tuy nhiên cái căn bản chung vẫn là giống nhau. Nhưng mà thưa anh, như vậy có nghĩa rằng là những cái nhạc phẩm thánh ca và khi mà mình đi theo cái tinh thần phục vụ như vậy đó thì rõ ràng cũng có những ca đoàn hát bài này, có ca đoàn hát bài kia trong lúc mà mọi người lên rước lễ đó anh, thì tất cả những bài Đúng hát đó cũng đều nằm trong cái danh mục là hát trong lúc rước lễ đúng không? đúng vậy, thì như anh nói đó, ngày xưa ta mà rước lễ thì nhiều khi người ta rước lễ lâu lâu lắm, có nhiều khi có lễ lớn ở đây có các ca đoàn cát tới mấy bài hát chẳng hạn. Và nó như thế này thì nó đang trở lại nói lại cái chuyện cái thời của anh em mình đó, thì hồi đó đó
nó chưa có hệ thống internet, và cũng chưa có gì, chỉ có dựa vào những ca, tùy theo ca trưởng mua được những cái cuốn thánh ca. Hoặc là nhiều khi đó, cái thời anh nghe cái chuyện này mới còn vui nữa, Nam còn nhớ chuyện anh em suốt cái thời gian từ sau 75 cho đến khi anh em mình vượt biên, ca đoàn Sao Mai hầu như hát không có sách, Đúng rồi. mà kiếm được cái bài hát nào đó thì chép tay ra. Hồi đó là anh ở nhà là mất thì giờ rất nhiều, là chép chép tay ra, mà chép tay ra cả lời và nhạc xong rồi đem đi đó, mà hồi đó đâu có máy photocopy đâu, Quay đem đi Romeo, quay Romeo. in Romeo, quay Romeo, hoặc là chia nhau ra. Ở trong ca đoàn chúng ta hồi đó có ai rảnh rang không bận rộn lắm thì chép bằng tay hết, bằng cái giấy tờ giấy học trò, rồi cầm cái giấy bây giờ nó hát, nó thời gian của chúng ta như vậy. Nhưng mà chính cái đó, đó nó cũng là một cái nét, cái sắc thái đặc biệt mà các ca đoàn chúng ta, cái tình cảm nó gần gũi với nhau, bởi vì có những công việc làm giống nhau, những công việc có ý nghĩa. Ok, thì đó, chính vì vậy đó mà không, hồi đó tìm bài không ra, cho nên hễ mà tùy theo, nếu mà cái giáo sư nào, cái ca trưởng nào mua được nhiều cuốn sách nhạc, có điều kiện xong hay tìm tòi được nhiều cuốn sách nhạc đó, thì còn phong phú để mà lựa chọn. Còn những cái ca trưởng không tìm được ra thì cứ bất cứ bài nào, miễn là làm sao nó phụng thờ về Chúa là được rồi, xong rồi cứ thế chép tay ra, hay có ai thấy có bài gì hát hay, nhiều cái ca viên tìm được rồi phổ biến cho nhau, làm người này người kia chép tay ra để cùng hát với nhau. Còn ngày nay đó thì bây giờ Nam nếu có thì giờ vô hệ thống người đó, mình cứ, bây giờ là có cái ông gọi là cái ông gọi là cái anh phải gọi là cái gì, tức là học giả ghê gớm nhất đó là ông Google, thấy không? Vâng. Cần gì thì cứ nhờ ông Google. Bây giờ Google, chúng ta Google research for, thì hôm nay thấy Chủ nhật tới này là Chủ nhật thứ 26 thường niên mà năm C, thì chỉ cần đánh vào vào cái Google search Chủ nhật 26 thường niên năm C, bởi vì trong nó còn có nhiều mùa, cũng một cái năm này, nhưng mà nó có mùa phục sinh, mùa vọng, mùa chay vân vân, nhưng mà cái này gọi mùa thường niên. Thì đánh một cái ra rồi thì trời ơi ra bát ngát không biết bao nhiêu của tác giả. Các tác giả nhạc sĩ linh mục cũng có, các tác giả không phải là linh mục cũng bát ngát, trong họ họ phân biệt ra, ok bài nhập lễ họ đề nghị những bài này, rồi đáp ca là thánh định này, chứ tất cả mọi các tờ đoàn đều phải theo các thánh định đó, tuy nhiên các tác giả có các thánh định đều khác nhau nhưng mà nội dung phải giống nhau. Rồi dâng lễ thì bài gì, hiệp lễ tức là phần trước lễ là cái bài gì, và ở trong cái những cái website bây giờ nó có hết, cho nên bây giờ kiếm bài rất là dễ dàng. Như vậy em có Bài cái như vậy đúng. em em có cái cảm tưởng giống như là công giáo tuy không phải là một company nhưng mà cái hệ thống tổ chức có lẽ rất là chặt chẽ tới mức độ rằng là có rất là nhiều nhà thờ, hàng trăm ca đoàn, có thể nói là hàng ngàn ca đoàn khắp nơi đều tôn trọng những cái nguyên tắc mà nó gọi là, em thấy là không có ai kiểm soát hết đó. Nhưng mà theo đúng như vậy đúng không anh? Đúng, không không không, thực ra nói không ai cũng phép, phải thực ra có cái luật đại đàng hoàng đấy chứ, có luật lệ mà ngay các giáo xứ thì các cha vẫn thỉnh thoảng nhắc nhở, hoặc là có cái một cái văn kiện nào của tòa giám mục địa phương mình phục vụ, hoặc là thường thường có nhiều nhà thờ ở chợ Houston thì những cái văn thư từ giám mục Sài Gòn hay là ở Việt Nam thì vẫn vẫn theo những cái chỉ thị và theo tinh thần của văn thư đó, và phục vụ vấn đề thanh nhạc trong thanh lễ đi theo cái hướng như vậy. Cho nên tất cả các ca đoàn các nơi có những bài chọn bài khác nhau, có chọn tác giả khác nhau, chọn được cái cách các, nhưng mà tất cả bắt buộc phải đi theo, nghĩa là chẳng hạn tuần này cái thánh vịnh của Chủ nhật này nó là thánh vịnh số mấy, thì hoàn toàn tất cả mọi các ca đoàn trên toàn quốc và toàn thế giới phải theo đúng thánh vịnh đó. Rồi các bài khác cũng thì cũng tương tự như vậy, cho nên
tuy rằng không phải đưa ra một cái luật cái này kia, nhưng mà bởi vì chúng ta cái quan trọng của tất cả những đoàn thể công giáo tiến hành cũng như các cái đoàn thể của trong tổ chức một giáo xứ, tất cả đều làm theo sự vâng lời, cho nên dù ai không ai bắt buộc nhưng đều vì đức vâng lời làm theo sự chỉ để, theo những cái điều kiện từ trên đưa xuống, chúng ta vâng phục và làm giống như nhau hết. Tại vì chúng ta đã đều vì Chúa hết mà nên mình Đúng, làm thành mình thử ra cái quan trọng nhất của mình là vâng phục, đức vâng phục. và đó, thành ra nói mà gọi là không có kiểm soát nhưng mà thực sự cũng là một sự kiểm soát, đúng không? Đúng là như Ừ. vậy. Và nhưng mà rồi trở lại cái vấn đề anh là ca trưởng đó, chứ với một cái khối lượng nhạc khổng lồ như vậy đó thì thường thường nó chọn lựa bài nhạc có khó không anh? Khó chứ, khó lắm. Không, nhưng mà thằng cái này cũng là chọn lựa một bài hát thì lại tùy theo Chúa phú cho mỗi một người trong chúng ta, mỗi một ca trưởng có một cái trình độ về nhạc khác nhau, có sự cảm nhận khác nhau, và cái tinh thần khác nhau. Vì anh nói ví dụ, có những anh chị em thì hễ mà bài hát thì nó phải là có một cái kỹ thuật, đúng kỹ thuật cao, phải thế này này này, ok. Rồi có những anh chị em khác, cái quan niệm họ khác, cũng giống như nhạc đời đó. Có những ngày xưa chúng ta nói có những người mê những nhạc mà cổ điển, bán cổ điển hay nhạc thính phòng hay nhạc gì có vẻ tạm gọi là có vẻ cao về vấn đề kỹ thuật. Còn đa số có nhiều người thích nhạc mà gọi Đại là cái chúng, gì, cái thiếu bình dân đại chúng. những dòng nhạc đại chúng vân vân, thì mỗi một ca trưởng cũng giống vậy. Thế mà ông ca trưởng ông đi hướng nào thì cái ca đoàn nó đi theo hướng đó. Thế rồi có nhưng mà ngày nay đó thì cái giáo hội ngày nay, nhất là Việt Nam, thì theo anh được biết đó thì chú trọng tới quần chúng, bởi vì tuy rằng ca đoàn đó phục vụ cho thánh lễ được trang nghiêm trang trọng, thế nhưng mà phải cho tất cả mọi giáo dân phải hiệp ý cùng với ca đoàn cầu nguyện, nhưng có nghĩa là thay vì họ quỳ họ suy nghĩ họ cầu nguyện theo họ, thì bây giờ đã qua các ca đoàn, những cái lời của các ca đoàn chọn thì họ hiệp ý vào đó để họ cầu nguyện. Thì đó là chủ trương mà cá nhân anh cũng vẫn muốn cái đó thành thực ra. Anh sau này khi mà lớn tuổi, anh sức khỏe anh vẫn còn tốt lắm, nhưng mà anh phải chuẩn bị cho tương lai, tức là một năm vừa qua là anh bắt đầu anh đào tạo cho những người mà tương đối có anh em chị em có khả năng để thay thế anh cái vai trò ca trưởng. Và thì họ đó, thứ nhất là tuổi trẻ họ khác, cái dòng nhạc của họ cũng khác, mà họ lại thích những cái khó, những cái có vẻ như là mới mẻ, những cái mà nó gọi như đối với họ thì nó rất ăn khách, ví dụ chẳng hạn vậy đó. Nhưng mà anh luôn luôn anh cũng thưa thực sự đó là cái mỗi một người cái ý thích của họ mà anh cũng, nhưng mà anh chỉ nói đi, anh chỉ nhắc lại rất là nhẹ nhàng thôi. Rồi các em cái dường hay, bởi vì thật ra cái ca đoàn phát triển thì tinh thần của các em đúng là cái tinh thần để làm cho cần phát triển, chứ còn anh một ông lão 80 tuổi rồi thì nó cứ trì lại một chỗ thì khó phát triển. Tuy nhiên anh chỉ muốn nhắc cái điều này, muốn đi cái kiểu nào thì đi, làm sao thì làm, tất cả những giáo dân tham dự thánh lễ phải hiệp ý được với chúng ta. Còn chúng ta đó có một bài hát hay theo chúng ta nhưng mà người ta hiểu dưới trên, mà đó là chưa muốn kể rằng đâu có phải rằng trình độ ca đoàn nó cũng giống nhau đâu. Có những ca đoàn và cái giới hạn của cái số người của họ họ tương đối là họ khá, cho nên khi họ phát âm nó tròn nó gọn, hát ra lời nào người giáo dân người ta nghe được và người ta hiểu được. Còn có những ca đoàn cái trình độ nó không đủ cao, và nhất là cách phát âm không 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 tốt, thì nhiều khi nó lại thêm hai ba bốn bè rồi. Chứ còn họ nghe từ đầu tôi không hiểu gì hết trơn á.
vậy thì làm sao họ tham dự được thánh lễ, làm sao họ hiệp ý với các ca đoàn để mà cầu nguyện được. Đó thành thử ra thì đó là anh chị được nêu rất nhiều ý kiến đó để mà hướng dẫn cho các em để Nhưng mà, họ họ nhưng mà cái chữ hiệp ý mà anh dùng ở đây có nghĩa là giáo dân nghe được cái lời hát, hay là cái lời hát đó nó gọi là đúng với tinh thần phục vụ của ngày Chủ nhật đó? cái lời hát thứ nhất nó phải đúng, nó phải đúng. Và bây giờ anh nói một cái ví dụ về với bài hát, nhưng trước anh đề cập tới làm sao những bài hát thứ nhất, nhưng mà ví dụ anh nói ví dụ đi nha, những cái bài hát, ví dụ như cái bài Kinh Hòa Bình chẳng hạn, thì bây giờ có lẽ nói ra thì Nam cũng phải công nhận với anh rằng tất cả mọi người Công giáo Việt Nam trên toàn nước Việt Nam đi, cái bài Kinh Hòa Bình mà của Thánh Phanxicô mà cha Kim Long thổi nhạc đó, lạy Chúa từ nhân xin cho con biết biết yêu và phụng vụ Chúa cho mọi người, để con mang tin yêu vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chỗ nơi lập. Tất cả những cái lời đó thì anh nghĩ rằng ai cũng thuộc hết. Thì bây giờ đó mà chẳng những cái giai điệu của nó đã rất là gần gũi, nó rất là bình dị và mọi người đã có thể đi vào lòng người một cách dễ dàng, thì những cái lời đó đó của hát tinh đó người ta hát bằng miệng mà khi hát không ai cần phải suy nghĩ gì cả, nhưng mà giống như lần trước anh có trình bày là nó đi vào trong tâm khảm của mỗi người, cho rồi đó đến khi mà có những sự kiện xảy ra trong đời sống thì khi mà lúc đó là người ta đang có một cái quyết định nào đó trong những cái việc làm của họ, ví dụ như họ đứng trước một cái người đang khốn khổ, thì nếu mà cái lòng vô cảm của họ thì họ bỏ bỏ đi, nhưng mà với cái lời hát từ thì trong tâm cảm, những cái lời hát của cái bài Kinh Hòa Bình này, nó nằm trong tâm cảm, nó trong tiềm thức của mình, nó sẽ thể hiện ra bằng hành động, thì người ta sẽ làm những việc tốt thay vì họ đi theo cái sự vô cảm của cái xã hội Việt Nam hiện tại bây giờ chẳng hạn. Đó, đó thì trong các cái bài hát trong cái tất những cái bài hát ở trong phục vụ trong thánh lễ cũng vậy nữa, nếu chúng ta chọn được những bài nào đó mà nó lời lẽ nó rất là đơn giản, cái giai điệu của nó gần gũi với lòng người, và cũng không ngoại trừ những thánh lễ lớn cần phải cho trang trọng thì phải dùng 2, 3, 4, 5 bè gì đó nó để cho nó có vẻ gồ ghề, hoặc là thì lúc đó nó chỉ cần cái nó làm sao cho cái thánh lễ nó trở nên nó thật trang trọng và có thể một thánh lễ lớn. Còn ngoài ra những thánh lễ bình thường thì làm sao càng kiếm những cái bài nó lời từ trong cái dòng nhạc cho tới cái lời ca của rất đơn giản và mọi người người ta quen biết hiểu hết, hát ra là người ta hiểu hết, kể cả những bài mới, có nhiều bài mới bây giờ mặc dù người ta chưa quen nhưng mà hát ra là người ta cảm được nhận ngay, cũng giống như cái thời của anh em mình, cái bài mà hồi đó của cha Nguyễn Duy Răn là bài Lắng Nghe Tiếng Chúa chẳng hạn, xin cho con biết lắng nghe lời còn ngài dạy con trong đêm tôi đêm tối vân vân, thế nó đi vào làm người ta ngay tức thì, và cho tới giờ này sau mấy chục năm rồi, 40, 50 năm rồi, thì bài những bài tương tương như là giống giống như vậy đó, nó vẫn gần gũi người ta để cho tất cả giáo dân người ta hiệp ý ngay vào cái lời cầu nguyện để mà họ dâng lên Chúa trong cái thanh lễ. Vâng, thưa anh, thì nếu mà khi mà mình nói về vấn đề mà mình dùng những cái bài hát á, thì những cái bài mà dễ hiểu, những cái bài mà giáo dân mà thuộc đó anh, thì nó tạo cho người ta một cái tâm trạng tham dự vào thánh lễ. Nhưng mà ngay bây giờ với cái phương tiện mà nó gọi là tương đối rất là dễ, chẳng hạn như là các nhà thờ bên San Jose đó, họ làm hai cái màn ảnh hai bên, rồi ca đoàn mà hát bài nào họ chiếu luôn cái lời trên trên hai cái màn ảnh đó, thành ra giáo dân có thể hát theo một cách dễ dàng. Thì ở bên Houston có vậy không anh? Cũng vì tất cả mọi nơi đều đều như vậy hết. Bây Vâng. giờ quá dễ. Bây giờ một cách làm cái việc đó quá dễ, ngày xưa là phải dùng một cái máy nó gọi là projector Đúng rồi. để mà chiếu lên, không phải có máy cái projector để mà chiếu lên trên cái screen, nhưng mà không cần, bây giờ chỉ còn có màn ảnh thôi, rồi dùng cái điện thoại của mình để chiếu bài hát lên trên đó, kể muốn nhạc cũng có nhạc luôn. Thì bây giờ thì nó quá, thì bây giờ đây cũng là một cách rất là hay trong cái thời đại ngày hôm nay, và
cái quan trọng anh vẫn nói rằng làm sao chiếu lên thì chiếu, những bài hát đó người ta phải cái nét nhạc của nó đừng có quá cầu kỳ, nó phải gần gũi, cái nét nhạc gọi là nét đại chúng nó đi, để cho người ta, bởi vì ca đoàn còn có cái điều kiện là một tám chẳng như ca đoàn có một chủ nhật thôi mà tuần nào cũng tuần ấy tập 3 lần, vậy mà hát nhiều khi cũng còn là nó chưa đâu vào với đâu, còn giáo dân người ta làm gì có, thành thử đó thì ra thành thử ra làm sao đó chọn những bài hát nó đừng quá cầu kỳ, nó trối quá đơn giản, để cho khi mà ca đoàn hát lên họ nhìn trên cái screen rồi họ hát theo như vậy thì giống như ngày xưa người ta đọc kinh, tất cả mọi người đều tham dự được hết. Thì lâu lâu hoặc là mỗi một tuần mình vô nhẹ nhẹ một cái bài mới thôi. Nhiều đa số các ca đoàn bây giờ đó thì nhiều khi các ca đoàn còn có vẻ như muốn gọi là có một sự tranh đua giữa các ca đoàn khác, nhiều khi tuần nào cũng có những bài mới để cho thấy rằng cái ca đoàn này rất là hay để cái vậy, nhưng mà thực ra một lần hát bài mới thì nó chưa nhiễm, nó chưa được vào cái tâm khảm của những cái cộng đoàn, thì nhiều khi nó cũng khó đạt được, tạo được cái sự gọi là cái lòng sốt sắng trong khi tham dự thanh lễ của cộng đoàn. Vâng ạ, kính thưa quý thính giả, hôm nay quý vị vừa mới nghe nhạc sĩ Viễn Phương, đặc biệt là đối với những người thính giả là công giáo đó, có khi quý vị đi tham dự một thánh lễ, quý vị thấy các ca đoàn họ trình diễn những nhạc phẩm thánh ca, nhiều khi mình không biết rằng là nó có những nguyên tắc nào không, nó có những cái quy định nào không, có những cái luật lệ nào của giáo phận đưa ra chăng, rồi mình cũng không biết là các ca trưởng chọn nhạc ra làm sao, rồi cái khuynh hướng như thế nào. Thì có lẽ cái câu chuyện ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho quý vị hiểu một cái phần nào cái vai trò của các ca đoàn và đặc biệt những vị ca trưởng trong mỗi một cái giáo xứ phục vụ cho một thánh lễ. Thì đó là những điều mà chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị ngày hôm nay. Trước khi anh em mình chia tay, anh Viễn còn có điều gì muốn nói thêm về vấn đề này nữa không? Anh nghĩ rằng mỗi lần chúng ta nói một chút như vậy và mà lại hơn nữa, anh có chỉ có kinh nghiệm, anh phải nói trước điều này. Anh chỉ có một chút kinh nghiệm mà rất giới hạn trong vấn đề phục vụ thánh nhạc trong những năm ở cuộc đời anh đã phục vụ, chứ anh không phải là những người mà có kiến thức rộng rãi trên lĩnh vực này, cho nên nhiều khi nói như vậy đó thì chắc chắn nhiều khi nó không đúng hoặc là nó đi xa quá. Thì cũng trước hết nếu mà quý vị, nhất là quý vị an tường về những vấn đề này, nếu bây giờ thì chỉ giáo, chứ còn chúng tôi cũng không dám nói rằng những điều chúng tôi nghĩ và nói là đúng. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, anh xin được nói một chút về cái câu nói của Nam mới nói vừa rồi, tức là khi quý vị qua các giai đoạn trình diễn những bài này kia thì anh muốn muốn nói ngay về cái từ về này, khi hát ở nhà thờ chúng ta không có trình diễn thế đó, anh gọi là sửa lưng nhẹ nhẹ nó như này nha, hai cái này. Thế nhưng mà cái điều Nam nói không sai, có rất nhiều ca đoàn đi hát phụng vụ Chúa mà mang một cái gọi là cái tư tưởng trình diễn. Nếu mà trình diễn ở trong nhà thờ thì sang, chúng ta phục vụ, còn trình diễn là để vào cái gì đó. Thành thử ra có hai cái trong những thánh lễ, những giờ của người, những nghi thức ở trong phục vụ trong trong cái nhà là chúng ta là những người cầu nguyện dâng lên Chúa, chứ không phải chỉ trình diễn. Nếu mà có những cái buổi trình diễn, những buổi diễn nguyện hoặc những cái buổi trình diễn về thánh nhạc ngoài đó, thì lúc đó chúng ta cứ việc trình diễn tối đa bằng tất cả những cái gì khả năng chúng ta có bằng kỹ thuật nhưng trong nhà thờ chúng ta phải với tinh thần cầu nguyện, chứ không thể hát với tinh thần trình diễn. Và đã trong những cái thời gian qua và bây giờ có rất nhiều ca đoàn, các ca trưởng, có nhiều người đó mình nhìn thấy rõ lòng họ trình diễn hơn là họ cầu nguyện. Cái đó là quan trọng lắm đó. Thành thử ra cái điều Nam nói không đúng mà rất đúng đó. Thì anh muốn nói thêm một tí này nữa trước khi chấm dứt cái buổi hội luận của anh em chúng ta hôm nay.
Vâng, thì hôm nay anh đã sửa lưng em và lưng em nó thẳng rồi đó nha. Vâng, không kính thưa quý thính anh mượn câu nói của Nam giả. để muốn nhắn nhủ với các cơ đoàn những anh chị em nào đang nghe chương trình của chúng ta. Mình chấp nhận được sửa lưng để lưng mình nó thẳng hơn thì cũng tốt hơn chứ anh. Ừ, rồi. Vâng à, kính thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe anh em chúng tôi chia sẻ cùng quý vị trong cái tinh thần của một người phụng vụ Thiên Chúa ở trong bất cứ một cái vai trò nào, vị trí nào, và đặc biệt là trong vấn đề gọi là cầu ca nguyện để mà dâng lên Chúa những cái tâm tình, thì chúng ta sẽ cùng hiệp lòng với giáo dân để những nhạc phẩm, những lời thánh ca đó thấm sâu vào lòng mọi người để Chúa có thể hài lòng với tất cả cái tâm tình của mọi người. Bởi vì Chúa nói ở đâu đó mà có hai người cầu nguyện mà yêu thương nhau thì Chúa hiện diện nơi trong chúng ta. Thì cũng trong cái tinh thần đó thì anh em chúng tôi cũng muốn chia sẻ cùng quý vị với tinh thần đó. Xin được cảm ơn quý thính giả đã theo dõi, và em xin được cảm ơn anh Viễn. Cảm ơn Phạm Phú Nam và cảm ơn quý khán giả của dân sinh đã dành một vài phút nghe anh em chúng tôi chia sẻ với nhau. Xin chào quý vị.